Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn, mình là Yến Vân. Với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, đó là chủ đề về địa điểm và nơi chốn. Các bạn hãy nhìn lên trên màn hình, lắng nghe và nhẩm theo mình về các từ vựng nhé. Chịt, chịt. Bách khoa trồng, bách khoa trồng. Nhò hành xa, nhò hành xa. Sơ trồng, sơ trồng. Cột chip, cột chip. Giá cụ, giá cụ. Thiên ni trầm, thiên ni trầm. Băng chip, băng chip. Ốc cá kê, ốc cá kê. Xí chàng, xí chàng. Xe thác sổ, xe thác sổ. Bệnh viện, bệnh viện. Chú yu sô, chú yu sô. Kiêu hề, kiêu hề. Sul chip, sul chip. Đại học kiêu, đại học kiêu. Thể dục quán, thể dục quán. Phòng môn quán, phòng môn quan. Thế sao quan, thế sa quan. Thổ sơ quan, thổ sơ quan. Sa chín quan, sa chín quan. Chu cha chang, chu cha chang. Nô đề băng, nô đề băng. Kiểm tra sơ, kiểm tra sơ. Chi hạ chở lực, chi hạ chở lực. Các bạn thân mến, vậy mình đã giới thiệu với các bạn những từ vựng liên quan đến địa điểm và nơi chốn trong tiếng Hàn Quốc rồi. Để áp dụng những từ vựng liên quan đến địa điểm và nơi chốn này thì chúng ta sẽ có những biểu hiện như thế nào? Các bạn hãy cùng xem tình huống sau đây nhé. Ờ, 언니, 여기 어디예요? 어, 여기는 한국마트예요. 우리 한국마트에 갈래요? 네, 좋아요. 어, 가자. trong tình huống vừa rồi chắc hẳn các bạn sẽ nghe thấy câu 여기가 한국마트예요. Đây là siêu thị Hàn Quốc. Vậy trong tiếng Hàn để giới thiệu đây là địa điểm nào đó thì chúng ta sẽ áp dụng mẫu câu 여기가 cộng danh từ địa điểm và cộng với đuôi 예요 hoặc là 예요. Nếu danh từ địa điểm của các bạn có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với đuôi 예요. Còn nếu danh từ địa điểm của chúng ta không có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với 예요. Và bây giờ chúng ta hãy áp dụng mẫu câu này để nói những trường hợp ví dụ sau nhé. Nếu tôi muốn nói đây là chợ, các bạn sẽ nói như thế nào ạ? 여기가 시장이에요. 시장 là một danh từ có bát chim, vì thế mình sẽ cộng với 예요 nhé. Tiếp tục, nếu tôi muốn nói đây là trường đại học Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nói như thế nào? 여기가 한국 대학교예요. 한국 대학교 không có bát chim, chúng ta sẽ cộng với 예요. Trên thực tế thì các bạn có thể thay thế chủ ngữ 여기 ở đây bằng các chủ ngữ như là 거기 hoặc 저기, tức là ở đó và ở kia. Và bây giờ chúng ta hãy cùng sang tình huống thứ hai nhé. 여보세요. 어, 여보세요. 언니, 지금 어디에 있어요? 난 지금 한국 식당에 있어요. Trong tiếng Hàn Quốc để thể hiện việc bạn đang ở đâu đó, chúng ta sẽ áp dụng mẫu câu danh từ địa điểm cộng với 에 있어요 hoặc 에 계세요. 에 있어요 là cách nói thân mật lịch sự, còn 에 계세요 là cách nói trang trọng lịch sự. Đối tượng chúng ta sử dụng với mẫu câu này đó là ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, những đối tượng cần yếu tố tôn kính. Ví dụ tôi muốn nói tôi đang ở nhà, tôi sẽ có cách nói là 저는 집에 있어요. Nhưng khi tôi nói bố đang ở nhà thì bạn sẽ sử dụng mẫu câu thứ hai, đó là 아버지가 집에 계세요. Vậy các bạn đang ở đâu? Hãy áp dụng mẫu câu này và nói cho mình biết nhé. Bây giờ chúng ta hãy xem tình huống thứ ba là gì. 언니 어디에 가요? 어, 한국 식당에 가요. 한식 먹으러 가요. 네, 좋아요. 빨리 가요. 가자. Trong tình huống thứ ba vừa rồi thì chắc hẳn các bạn có nghe thấy hai nhân vật có nói với nhau rằng là gì? 어디에 가요? 어디에 가요? 한국 식당에 가요.
Đúng không? Bạn đi đâu đấy, tôi đi đến nhà hàng Hàn Quốc. Vậy để nói đi đến địa điểm nào đó thì các bạn hãy áp dụng mẫu câu danh từ địa điểm cộng với e kata. Và bây giờ chúng ta hãy thử áp dụng mẫu câu này để nói chúng ta đi đến đâu đó nhé. Bây giờ ví dụ tôi nói là gì? Vì đau bụng nên tôi đang đi đến bệnh viện. 배가 아파서 병원에 가요. Hoặc chúng ta sẽ nói rằng là 한국어를 공부하러 학교에 가요. Với mẫu câu này thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn ba biểu hiện sử dụng với các danh từ địa điểm và nơi chốn. Các bạn hãy áp dụng những biểu hiện đó và luyện tập cùng các từ vựng mình cho lúc đầu nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn ở những video lần sau. 감사합니다. 다음에 또 보세요. 안녕.